Chiều 28 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Con Tum tổ chức hội nghị do Ban công tác báo chí tháng 10. Trong tháng 10, công tác chỉ đạo quản lý báo chí có các hoạt động tiêu biểu như tổ chức tiếp nhận và chấm giải báo chí về xây dựng đảng tỉnh Con Tum lần thứ tư, tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phối hợp thông tin tuyên truyền về giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào. Các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền kịp thời, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, các hoạt động của Đảng, nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và hoạt động của lãnh đạo tỉnh. Nổi bật tuyên truyền đậm nét về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Thông qua thông tin báo chí, người dân nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum, về những hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương. Những mô hình hay tiêu biểu trong lao động sản xuất Báo chí còn phản ánh một số hạn chế của các địa phương như tỷ lệ giải ngân tỉnh Con Tum đạt thấp so với cả nước, việc thi công một số công trình giao thông, vỉa hè còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tình trạng ném đá xe khách tại xã Đắc Rơ Va, thành phố Con Tum. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lê Quang Thới đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát. Đối với cơ quan quản lý báo chí, tập trung tổ chức thành công hội nghị tổng kết báo chí gắn với trao giải báo chí xây dựng Đảng và triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2024. Đối với các cơ quan liên quan đến thông tin báo chí phản ánh cần kịp thời phản hồi thông tin cho cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí khi tiếp nhận xử lý vụ việc